Đây là khu nhà kính. Đây là khu nhà kính các bạn ạ. Đây, thợ đang sửa chữa. Và đây là cái khu trong nhà này, là nó hoang tàn như thế này mọi người ạ. EGAO Farm hạnh phúc trong từng trải nghiệm. Ở đây, đây là cái khu nhà mà khu bếp rồi là khu này xếp đồ trong đây nhá. Đây, mưa gió xuống cái ni lông này nó. Đây, không còn gì cả các bạn ạ. Đây, đây là khu này, nó hoang tàn như thế này. Thế là mình cũng vừa mới gặp được mấy cái bạt này thôi. Đấy. Đây. Thì mọi thứ đều rất là lộn xộn. Và bên này nữa này. Có rất nhiều thứ để mà sắp xếp và set up lại, dọn dẹp các bạn ạ. Đây, gió nó giật hết cả những cái màng tre rồi là cái ni lông nhà kính. Xin chào quý vị và các bạn, Xuân Tùng đang có mặt tại EGAO Farm. Hôm nay thì mình bắt tay vào cùng với EGAO Farm cải tạo và xây dựng lại EGAO sau bão. Cũng là một thời gian khá là lâu rồi. Đây, mọi thứ đều hoang tàn. Đấy. Đây, cái hệ thống ni lông nhà kính rồi là đã bị hư hại hết các bạn ạ. Và hôm nay thợ đã bắt đầu sửa chữa lại mấy ngày hôm nay rồi. Nhìn trông cái khúc đằng kia nó mới đỡ một chút đó. Đấy, chứ không nó cũng đã siêu vẹo rồi. Đấy, đang sửa chữa và cũng gần đến cuối cái ô cuối rồi đấy. Đấy, khu này là khu trong nhà kính nhá. Ở khu chơi này của bạn các bạn nhỏ này. Đấy, mọi người có thể nghỉ ngơi ăn uống. Đây, hệ thống đây nhìn trông nó sơ sát mọi người ạ. Đấy, bên kia là vườn nho kìa. Ngoài kia là cái cũng là khu nhà kính. Đấy, trồng cây bên ngoài. À, sắp tới thì lối đi sẽ vào đó nhé. Sẽ có một cái đường đi thẳng, rộng thẳng theo thẳng vào đây. Bên phía bên kia có khu vườn hoa này. Tới khu động vật phía bên kia. Là khu trải nghiệm cho các con ở phía sau kia nhé. Đây, nhà kính đây cũng cây cối vẫn còn này. Chúng ta chỉ cần dọn dẹp và trải thảm lên một chút thôi là sẽ xinh đẹp ngay các bạn ạ. Đấy, một ngày nắng đẹp và đấy, đồng ruộng thì rất là nhiều chim sóc và rất là nhiều cái chú chim. Đấy, tính rất là vui và vui nhộn các bạn ạ, rất là thanh bình. Đấy, thì EGAO cũng sẽ cố gắng để chúng nó set up lại để cho nó xinh tươi, để có một cái môi trường cho mọi người trải nghiệm. Đây, còn đây là cái khu mà để chuẩn bị set up đồ này. Đấy, mưa gió thì nó cũng rất làm hư hại rất là nhiều. Vì không có hệ thống máy xe nữa. Đó, nên là trong này vẫn còn lộn xộn mọi người ạ. Đấy là mấy cái bạt này là mình cũng mới gấp lại xong. Đấy, nhớ lại là để quay để ghi lại những cái hình ảnh ký ức để trong cái quá trình mà cải tạo lại. Quá trình mà sắp xếp cải tạo lại farm nhá. Đấy, mọi thứ đều rất là lộn xộn. Vào bên đây nữa. Có rất nhiều thứ mà báo mà không kịp để dọn dẹp với mọi người. Đấy, xong giờ nó còn lộn xộn như thế này. Xuân Tùng cũng sẽ cùng với Farm bắt tay vào để cải tạo và thay đổi, sắp xếp lại, set up lại nhé. Đây ạ. Đấy, mọi thứ sẽ quay trở lại sớm thôi. Và các anh công nhân xây dựng đang miệt mài để hàn lại, làm lại, để xây dựng lại. Còn bên đây là đấy, khu ngoài trời ở cho các bạn nhỏ.
Đây mọi người, đây cũng sẽ căng lưới nhé, những cái tấm lưới này sẽ được căng lên để xe nắng cắt nắng. Đấy, và để... đây, trước là cái hệ thống này là cái khung này là để che lưới đấy các mọi người ạ. Đấy, để cho chỗ này nó mát mẻ cho các con chơi này, dây này. Đấy, rất là nhiều trò chơi ngoài trời, khu vực rất là rộng. Và các hoạt động ngoài trời sẽ được thực hiện ở đây nhé. Rồi, chúng mình cũng sẽ cố gắng đưa EGAO sớm quay trở lại để mọi người có thể tới trải nghiệm. Đó, có một bộ áo hoàn toàn mới, có những trải nghiệm thật là thú vị. Thank you.
Đây, một buổi sáng thì cũng hòm hòm rồi các bạn ạ. Rồi mỗi ngày từng chút một thì EGAO Farm sẽ sớm trở lại với mọi người nhé. Với các bạn ạ, thiếu nhi và với các gia đình ạ. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một ngày gần nhất. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại.